Xin chào các bạn, hôm nay Nhật Bản Những Điều Cần Biết mình xin chia sẻ với các bạn video clip với chủ đề là mua nhà ở Nhật. Và video clip này thì mình sẽ chia làm 4 phần. Thì phần thứ nhất thì mình nói về chủ đề là có nên mua nhà trống, nhà bỏ hoang hay không. Khi mà bạn có nhu cầu mua nhà thì bạn sẽ thường tìm đến các công ty bất động sản, công ty môi giới, bất động sản để họ tư vấn và họ giới thiệu nhà cho bạn. Tuy nhiên là cái nhiệm vụ của họ là gì? Họ là tư vấn để mà bạn mua được nhà. Vì vậy mà họ sẽ đưa ra những cái ưu điểm hấp dẫn để mà chiêu dụ bạn. Nếu mà bạn không tìm hiểu kỹ thì bạn sẽ dễ dàng bị dẫn dắt theo hướng có lợi cho họ. Vì vậy mà nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về cái vấn đề mua nhà ở Nhật á, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn gồm có 4 phương án. Thì phương án thứ nhất là mình mua nhà trống bỏ hoang, gọi là Akiya. Thứ hai là mình mua nhà cũ, Chuko Jutaku. Thứ ba là mình mua nhà mới xây, Shinjuku Ikodate, hoặc là cái Shinjuku Mansion. Và thứ tư nữa là mình mua đất và xây nhà theo ý muốn, Chumon Jutaku. Thì bốn cái phương án này thì mình sẽ chia tạm thời mình gọi là 4 phần nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ nói cho các bạn phần thứ nhất, đó là cái phần nói về chủ đề là có nên mua nhà trống, nhà bỏ hoang hay không. Thì ưu điểm lớn nhất của cái nhà trống đó là gì? Đó là cái giá siêu rẻ. Nhưng mà giá rẻ thì nó sẽ có lý do của nó. Vì vậy mà bạn cần phải cân nhắc kỹ ưu và nhược điểm của cái phương án mua nhà trống, nhà bỏ hoang để không hối tiếc về sau. Về cái ưu điểm khi cuốn cái việc mua nhà trống á, nhà bỏ hoang á, thì thứ nhất á, đó là giá rẻ. Người ta dự đoán rằng đến năm 2033 trên toàn nước Nhật sẽ có khoảng 2.000 căn hộ trống. Đây sẽ là cái nguồn cung ứng phong phú cho những bạn muốn sở hữu nhà với chi phí rất thấp. Rất nhiều bất động sản sẽ chào mời với những cái thông điệp siêu hấp dẫn. Bạn có thể sở hữu những cái căn nhà trống với giá không yên. Và cái ưu điểm thứ hai nữa đó là sẽ được hỗ trợ tiền tu sửa nhà từ nhà nước và chính quyền địa phương. Tùy theo cái địa phương mà cái mức hỗ trợ tiền tu sửa nó sẽ khác nhau. Vì vậy mà bạn cần phải tìm hiểu thông tin về cái tiền hỗ trợ tu sửa của địa phương mà bạn muốn mua trước khi bạn quyết định cuối cùng. Thì bạn hãy vào Google, là bạn đánh vào cái reform Koji giá Renovation Koji ni taishite kuni giá Jichi taikara samazamana hojokin, cộng thêm cái tên địa phương, thì bạn sẽ search được cái thông tin mà bạn muốn tìm. Và cái ưu điểm nữa đó là bạn sẽ nhận được cái chế độ ưu đãi giảm thuế hay là khấu trừ đặc biệt, và nhận được cái tiền hỗ trợ dành cho những người di trú. Và cái ưu điểm nữa đó là nếu như mà bạn thỏa mãn những điều kiện nhất định thì bạn sẽ được khấu trừ thuế. Và thông thường là nhà trống, nhà bỏ hoang sẽ có diện tích rất là lớn, cho nên là bạn sẽ dễ dàng xây dựng theo ý muốn của mình. Xin lỗi các bạn nha. Thì có ưu điểm thì nó sẽ có nhược điểm. Và nhược điểm của nó là như thế nào? Thì nhược điểm thứ nhất đó là vì nhà trống, nhà bỏ hoang lâu năm cho nên là nó sẽ xuống cấp rất là trầm trọng. Vì vậy mà bạn muốn ở được thì bạn phải bỏ ra một chi phí khá lớn để mà tu sửa. Mặc dù có cái tiền hỗ trợ của nhà nước và chính quyền địa phương, nhưng mà cái số tiền hỗ trợ rất là nhỏ so với cái chi phí mà bạn phải tự bỏ ra. Ngoài ra dù có tu sửa nhưng mà vì nhà cũ cho nên là cái chi phí bảo trì thường nó cũng sẽ là cao hơn cái những căn nhà mới xây. Nếu như mà bạn không có tu sửa mà bạn muốn xây lại một căn nhà hoàn toàn mới á, thì bạn phải giải thể căn nhà cũ. Và tùy cái khu vực, tùy diện tích, thời gian giải thể mà cái và cái cơ cấu nhà của bạn nữa mà cái giá tiền giải thể nó sẽ khác nhau. Trung bình là tính trên 1 mét vuông là khoảng 15.000 yên. Nếu như mà cộng thêm cái tiền giải thể và cái tiền xây nhà mới á, thì chắc chắn cái chi phí bạn bỏ ra là không hề nhỏ. Và cái nhược điểm nữa đó là thực tế những cái căn nhà trống ở cái vị trí tốt á, đã được các công ty bất động sản họ thu mua rồi. Họ thu mua để mà họ xây dựng lại và họ kinh doanh. Cho nên là chỉ còn lại những căn nhà trống không được ưa chuộng. Vì vậy mà những cái căn nhà trống mà bán giá rẻ thường là nó có môi trường xung quanh nó hoang vắng, bất tiện, trị an kém, cơ sở hạ tầng kém. Và những nơi có cái cơ sở hạ tầng kém á, thường cái chi phí xây dựng nó rất là cao. Phí làm công sự internet nó cũng sẽ cao, sóng điện thoại nó cũng sẽ kém đi, và cái tiền ga nó cũng sẽ cao.
Lý do mà nhà trống á, thì nó rất là đa dạng, nhưng mà bạn cần phải tìm hiểu thông tin về nhà trống mà bạn muốn mua ở từng cái căn nhà trống đó đó, nó đã từng có xảy ra những cái biến cố lớn như là có người tự sát hay là có vụ án giết người gì hay không. Và bạn phải tìm hiểu xem là có gặp rắc rối gì về cái quyền thừa kế của cái chủ nhà trước hay không. Ngoài ra là bạn nên tìm hiểu thêm những cái trường hợp mà nếu như mà có rắc rối xảy ra đó, thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm giải quyết những cái vấn đề rắc rối mà lỗi này không thuộc về bạn. Và cái nhược điểm nữa đó là nếu như mà cái điều kiện vay ron á, thì khi mua nhà trống bỏ hoang á, nó thường nó không quá khó, nhưng mà cái thủ tục á, thì nó hay phức tạp. Vì vậy mà bạn phải lựa chọn một trong hai hoặc là kết hợp cả hai hình thức vay cai tay ron và cacio ron. Thường á, thì mọi người sẽ chọn cái fratto san giugno. Cái này gọi là reformer Taygata. Nhưng mà cái điều kiện vay Fratto San Giugno này thường đòi hỏi là bạn phải có tư cách vĩnh trú. Và cái nhược điểm nữa đó là nếu như mà bạn chỉ tu sửa mà không có xây lại mới đó, thì khi mà bạn vào ở rồi thì bạn phải đóng những cái tiền bảo hiểm nhà, bảo hiểm động đất, bảo hiểm thiên tai gì đó rất là cao. Và cái cách tìm hiểu thông tin nhà trống như thế nào, thì nếu mà bạn muốn tìm hiểu thông tin về những cái căn nhà trống bỏ hoang á, thì bạn có thể search vào cái Akiya Bangku cộng thêm cái tên địa phương, hoặc là bạn có thể hỏi trực tiếp cái nơi quản lý nhà trống tại chính quyền địa phương, hoặc là hỏi thông tin từ các cái công ty bất động sản uy tín nhằm tránh những cái rủi ro khi mà mình mua những cái căn nhà trống bỏ hoang. Thì mua nhà nó là một cái số tiền rất là lớn, và coi như nó là một tài sản lớn nhất của bạn. Vì vậy mà bạn cần phải suy nghĩ thận trọng trước khi mà đưa ra những cái quyết định cuối cùng. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho các bạn. Và mình xin kết thúc phần 1 ở đây, và mình sẽ giới thiệu cho các bạn phần 2 ở video tiếp theo, với chủ đề là có nên mua nhà cũ Chūkō Zutaku tại Nhật hay không. Thì mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình. Và nếu mà các bạn còn có gì thắc mắc thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp trên Facebook Nhật Bản Những Điều Cần Biết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.